Đây là một cái Wi-Fi TP-Link 841 mọi người nhé. Thì đã rất lâu rồi chúng ta không vệ sinh cho nó. Thì tất cả các đồ điện tử ấy thì chúng ta cũng phải lưu ý là chúng ta phải vệ sinh. Ở đây khá nhiều bụi bặm. Và để vệ sinh cho nó thì chúng ta sẽ làm các bước như sau. Đầu tiên là mọi người chú ý này. Ở đây là nó có hai cái Wi-Fi. Đây là một cái giống như kiểu con vector ấy. Còn đây là modem chính này. Modem chính. Đây là cái cổng cổng từ từ cái Wi-Fi của Viettel sang cái modem chính của mình này. Thì trước khi đấy thì mọi người sẽ thực hiện là lấy cái băng dính để mình đánh đánh dấu cái vị trí của cổng LAN hoặc là cổng WAN. Ví dụ ở đây nó sẽ có một cái cổng truyền hình này, là cổng số 4 LAN 4 thì chúng ta sẽ đánh là ở đây là số 4 vào. Ở đây chúng ta là cái modem phụ tiếp theo nó chạy theo cái dây này và đây là máy tính. Thì chúng ta cứ đánh vào vị trí là đây số 3, đây số 2 và đây là cổng WAN này. Đấy thì chúng ta sẽ rút cái nguồn ra, rút tất cả các cổng LAN ra và chúng ta sẽ thực hiện là đi 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 vệ sinh lại cho nó. Các đồ điện tử này nếu mà nó bụi bặm thì nó cái hiệu năng, cái tính năng của nó sẽ kém đi thôi. Cho nên chúng ta lâu lâu chúng ta cũng phải vệ sinh cho nó. Để mà vệ sinh thì chúng ta cũng phải chọn một cái ngày nào đẹp hoặc là cái thời gian mà chúng ta không sử dụng cái dịch vụ ấy. Khi mà vệ sinh xong thì chúng ta sẽ để cho nó khô ráo đi, xong rồi chúng ta sẽ cắm lại theo trình tự lần lượt như chúng ta đã đánh dấu thôi. Chúng ta sẽ cùng tiến hành đi vệ sinh lại cái con 841 này nhé. Đây là một cái con TP-Link 841. Em vừa mới thu hồi về thì nó rất là bẩn. Đó. Thì con này bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh lại cho nó. Chúng ta sẽ sử dụng đến nước lã mọi người nhé. Đấy, mọi người cứ cho thả vào chậu nước như này thôi. Xong rồi đổ ít xà phòng vào. Đấy. Rồi chúng ta lau qua cho nó. Mọi người để ý là mấy cái tem ở trên này mọi người đừng có lau qua nhé. Lau nó hỏng mất đấy. Còn lại cái series mặt đằng sau này nữa. Series đây thì lau thoải mái. Nó không bị rách. Bởi vì cái này nó làm rất là chắc. Còn cái CD đằng trước này thì nó nhanh bong lắm. Cái này do thời gian sử dụng nó lâu, với lại mọi người cũng không để ý cho nên là nó bị nhanh bẩn. Rồi chúng ta sẽ sử dụng đến cái bàn chải để đánh qua. Mọi người nên đánh nhẹ tay thôi để không nó bong hết mấy cái tem ở trên cái wifi này.
Khi mà đã vệ sinh xong rồi thì mọi người hất hất cho nó chảy hết nước đi. Sau đấy mọi người đừng có cắm vội nhá. Mọi người đặt ở một cái nơi mà nó thoáng thoáng ấy, để một vài hôm nó sẽ hong khô hết cái nước đi đi, xong mọi người cắm vào sử dụng bình thường.